Chào mọi người, hôm nay trên tay mình là chiếc Lenovo Vibe V1. Đây thực chất thì không phải là một chiếc điện thoại mới, nhưng mà Lenovo thì họ mới khởi động lại chiếc máy này ở Việt Nam. Với động thái đầu tiên đấy là giảm giá của nó từ 7 triệu xuống còn hơn 4 triệu đồng. Và với mức giá 4 triệu thì nó sẽ là đối thủ cực kỳ nặng ký với những cái con bài như là Xiaomi Redmi Note 4 này, hay là những chiếc điện thoại của Oppo, của Samsung tại Việt Nam. Và hôm nay thì mời các bạn cùng mình xem là với mức giá 4 triệu, chiếc máy này có điều gì thú vị hay không. Chiếc điện thoại này không phải là một chiếc máy tập trung vào tính năng, mà cái đặc điểm nổi bật nhất trên P1 đấy là pin. Pin của máy có dung lượng rất lớn là 5.000 mAh. Nếu các bạn đã từng thấy những chiếc máy của Xiaomi có dung lượng pin 4.000 đã lớn, thì chiếc Vibe P1 này nó còn lớn hơn một bậc như thế. Và với dung lượng pin 5.000 mAh, nó đồng thời cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh của Lenovo với tên gọi là Rocket Charge. Và cái củ sạc nhanh này là có công suất 24W, có thể sạc đầy trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ với dung lượng pin rất là lớn. Và với dung lượng pin lớn vậy, các bạn thể sử dụng chiếc máy này từ 2 đến 3 ngày, thậm chí là 4 ngày với những ai có nhu cầu sử dụng nhẹ nhàng. Và viên pin này nó đi kèm những công nghệ quản lý pin không chỉ phần mềm mà còn đến từ phần cứng. Ở cạnh bên các bạn thể thấy được một cái phím vật lý ở phím trượt. Khi mà các bạn trượt lên này thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. Và với chế độ tiết kiệm pin, các bạn thể dùng máy khoảng từ 4 đến 5 ngày, không cần phải phân vân gì cả. Lúc đấy máy sẽ hạn chế những tác vụ chạy nền hay là những kết nối không cần thiết như 3G, Wi-Fi hay là NFC. Không chỉ sở hữu một viên pin lớn mà P1 còn có khả năng chia sẻ năng lượng cho những thiết bị khác thông qua một cái cổng USB OTG mà Lenovo cho sẵn trong hộp đựng. Và với cái cổng này thì chiếc P1 của bạn không chỉ là một chiếc điện thoại mà nó còn thay thế vai trò luôn của một chiếc pin sạc dự phòng rất là tiện ích. Những bạn nào mua máy trong thời gian này sẽ có lợi thế hơn với những người mua trước đây, khi mà Lenovo họ đã nâng cấp con chip chính của máy lên thành Snapdragon 616. Và tuy nhiên khi mà các bạn xem bằng phần mềm CPU Z, các bạn sẽ thấy nó hiển thị không chính xác cho lắm, bởi vì hai con chip này cái tên mã nó gần giống nhau nên cái phần mềm này sẽ hơi nhầm lẫn. Nhưng mà khi mà các bạn xem ở trên vỏ hộp thì họ đã nâng cấp lên chip 616 và con chip này thì có hiệu năng tốt hơn một chút. Cái xung nhịp cơ bản của con chip này nó được tăng lên 200 MHz, và như thế thì các bạn chơi game hay là sử dụng sẽ mượt mà hơn. Và nếu các bạn mua hàng thì nên lưu ý rằng chiếc P1 này có hai phiên bản. Một phiên bản P1 thường thì có RAM 2GB với giá là 3.790.000. Còn phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản Pro có dung lượng RAM là 3GB. Và với dung lượng RAM được nhiều thêm này, các bạn sẽ phải bỏ thêm một chút tiền, đấy là 4.390.000 đồng chênh lệch 600.000. Tuy nhiên theo mình cái số tiền này là hoàn toàn hợp lý khi mà cái dung lượng RAM rộng rãi hơn và chúng ta có thể sử dụng để đa nhiệm tốt hơn. Với cấu hình Snapdragon 616 RAM 3GB thì mình không có phàn nàn gì về hiệu năng của máy. Sử dụng hàng ngày thì máy tương đối mượt và mình thì cũng chưa tìm thấy được cái lúc nào máy lag cả. Như thế thì đây là một cấu hình khá là tốt nếu các bạn so với những chiếc máy khác cũng tầm trung. Ví dụ như là chiếc Samsung Z7 Prime hay là chiếc Oppo F1S thì cấu hình của chiếc máy này đã khá ổn rồi. Tức là khi mà nó chỉ có giá hơn 4 triệu đồng thôi. Để đánh đổi lấy viên pin 5.000 mAh thì Vibe V1 phải hy sinh thiết kế. Thiết kế của máy bây giờ nó dày và nặng hơn hầu hết những điện thoại cùng giá khác của nó. Với cái trọng lượng là 189g, các bạn sẽ cầm máy hơi nặng trên tay và cái trọng lượng này tương đương trọng lượng của những chiếc điện thoại màn hình lên từ 6 inch hoặc là 6,4 inch. Đấy. Mặc dù vậy thì Lenovo họ cũng rất là tâm lý khi mà họ biết một chiếc điện thoại lớn này sẽ hơi khó cầm. Và họ quyết định cắt vát những đường viền xung quanh của máy. Bây giờ các bạn sẽ cầm máy lâu cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy là những đường vát này chưa thực sự tinh tế nhưng mà nó tỏ ra rất hữu dụng trong cái cảm giác cầm nắm hàng ngày. Nhìn chung thì cái ngoại hình của máy không có gì quá nổi bật và nó gợi nhớ đến chiếc HTC One M7 với thiết kế mặt sau hay là mặt trước rất là giống. Nhân tiện nói đến mặt trước thì ở phía trước đây chúng ta sẽ có một cụm cảm biến vân tay. Và cảm biến vân tay này thì không phải là một chạm mà các bạn sẽ bắt buộc phải mở sáng màn hình lên thì nó mới hoạt động được. Tuy nhiên nó hoạt động rất là nhanh và hiệu quả. Việc giảm giá mạnh chiếc P1 chính hãng từ 7 triệu đồng xuống còn 3 đến 4 triệu cho thấy Lenovo đang sẵn sàng cạnh tranh với Oppo hay là Samsung ở phân khúc điện thoại tầm trung cũng như là giá rẻ. Và hiện tại thì chiếc P1 đang có sẵn hàng tại những hệ thống của di động thông minh. Các bạn có thể gọi điện đến số 1900 6815 để đặt hàng. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.